là cánh thương nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò. Này là bánh chưng mẹ ra tự tay gói người cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan. Nay em người ra tới chiến trường mang chút tình hậu phương thương mến. Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò. Nhìn cặp bánh chưng mà lòng vui thương mẹ già xa xôi. Mặc vào em sao như tôi nghe trong lòng chơi vơi. Xuân đang về trên khắp đất trời, tất cả xuân là ở đây. Ôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng ấm đến với. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui. Không quên người thương gió phương trời, âu yếm người tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về. Người mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời ta đón đợi xuân hồng ngày mai. Thiết tôi xin gửi về người mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về đón đợi xuân hồng ngày mai và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời ta đón đợi xuân hồng ngày mai và gửi đến.